các bạn có hay bị dị ứng với món nào không? Khi mà mình nói là tôi bị dị ứng với hải sản thì chúng ta nói như thế nào nhỉ? Bị dị ứng với cái gì đó? Chúng ta sẽ dùng cụm tính từ be allergic to. Các bạn lưu ý cái từ này mình sẽ đọc là allergic, allergic đi với giới từ to, tức là bị dị ứng với. Tôi, I, bị dị ứng với. Ở đây, I chúng ta sẽ đi với động từ to be là arm allergic to. Hải sản chúng ta có từ seafood. I am allergic to seafood. Tôi bị dị ứng với hải sản. Ngoài cái nghĩa đen là bị dị ứng với cái gì đó ra thì cái cụm từ be allergic to còn có nghĩa là ác cảm với cái gì đó hoặc là ghét cay ghét đắng cái gì đó. Chẳng hạn mình muốn nói là tôi rất ghét cái thói tự cao tự đại thì chúng ta sẽ nói là Tôi, I rất là ghét. Ở đây chúng ta sẽ dùng cụm từ là am allergic to thói tự cao tự đại self importance. I am allergic to self importance. Tôi rất là ghét cái thói tự cao tự đại. Vậy còn các bạn, các bạn hay bị dị ứng hay là ghét nhất là cái gì? Các bạn hãy comment ở bên dưới cho Thanh biết với nhá. Kia. Ở đây thì mình sẽ có tham khảo quyển Easy English Conversation giao tiếp tiếng Anh thật là dễ dàng. Quy sách này thì hoàn toàn phù hợp dành cho những người muốn học để giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày với các cái chủ đề rất là quen thuộc ví dụ như chào hỏi làm quen cảm ơn xin lỗi cách thì được thiết kế rất là đẹp và bắt mắt với mỗi một đơn vị bài học là một cái tình huống giao tiếp chúng ta sẽ học theo sơ đồ tư duy giúp cho người học ghi nhớ từ vựng một cách lâu hơn ngoài ra còn linh hoạt mở rộng những mẫu câu để học viên có thể tham khảo và ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày cuối mỗi một bài chúng ta sẽ luôn luôn có những cái tình huống giao tiếp theo bức tranh như thế này chúng ta phải đóng vai các cái nhân vật để luyện tập các cái mẫu câu mà chúng ta vừa mới học ở bên trên